Rồi chào bạn đến với kênh QT Sayo. Thì bữa nay mình sẽ dùng thuốc Cali lăn, dùng thuốc lăn lăn cao để cho lá già. Thì các bạn thấy không, cái mai bạn hiện giờ là cái này là do chắc đạm bạn là dùng dư, là hiện giờ nó đang ra lá non và cũng là đồng thời bị sâu nữa. Thì lúc này đang mai đang ra lá non là không được, không đúng nha các bạn. Nó là bộ lá ít nhất phải coi này không, nó phải chuyển qua màu và nó không còn ra phun lá non nữa. Mình muốn ngừng hiện tượng cho ra lá non này thì các bạn sẽ dùng phân NPK này của Mỹ có hàm lượng đạm cao, xin lỗi, hàm lượng lăng cao. Thì bây giờ mình sẽ dùng 15-30-15 là số giữa là lăng nha bạn, số cuối là kali nha, số đầu đạm. Đạm là để kích thích ra đọt, lăng là để cho tạo bụi lá già, cho nó tạo lá già và kích nụ. Thì mai mình cũng mới xịt thuốc định kỳ, thì các bạn cũng dẫn xịt thuốc định kỳ, thuốc sâu đồ nha. Còn cái phân này thì các bạn pha cho 5-10g là cho 8 lít nước, 5-10g cho 8 lít nước nha bạn. Cái đó là tiêu chuẩn của nó. Thì đồng thời các bạn sẽ dùng phân này phun lên lá và các bạn sẽ kết hợp với cái phân DAP. Thì các bạn ra ngoài tiệm các bạn mua, nói phân DAP là nó một bao 50 kg, các bạn mua một phân 1 kg thì không có nhiêu tiền hết á, 1 kg DAP và phân bón 25-25-10 của phân bón đầu châu các bạn. Thì các bạn sẽ kết hợp hai cái đó lại. Thì DAP là các bạn sẽ cộng cho nó 7 phần trăm, là tức là bạn sẽ ví dụ bạn múc cho nó là 7 hũ này, thì là 7 hũ này, 7 hũ đầy vậy, bạn sẽ múc 3 hũ phân bón đầu châu 20-25-25 TA. Mình cũng ngày mai mình sẽ làm cái video chia sẻ chính xác cái phần đó, tại phần đó mình cũng mua rồi, mình để trên. Bữa nay mình mới xịt hồi kỳ rồi. Thì các bạn cách nhau khoảng 10-15 ngày thì bạn thiên hai thiên nhau các bạn dùng nha. Thì theo việc bạn dù 10 ngày bạn bón phân DAP nha, thì bạn ra bạn nói bán phân DAP là không biết dư phần bón đầu châu, bạn sẽ dùng 70% phân DAP và 30% phân dầu DAP, là nó có hạt cái hộp màu đen thui như cục than vậy. Bạn mua phải cho đúng nha, dư cục than đó. Đó là ta để kích thích cho ra nụ nhiều. Thì các bạn mua đó, bạn dùng cái đó cho xịt cái đó 10 ngày sau, các bạn sẽ phun cái này vào lá. Thấy không? Và đồng thời thêm 10 ngày sau nữa, các bạn sẽ dùng phân hữu cơ. Thì phân hữu cơ các bạn ở khu vàng bạn có báo phân hữu cơ loại nào thì bạn dùng hữu cơ loại đó. Tại cây mai thường thường là các bạn phải có phân vô cơ và hữu cơ. Chứ nếu các bạn dùng mà vô cơ không thì cũng nó sẽ mau suy cái mai và cái mai sẽ mau tàn, mau ra đi. Còn bạn dùng phân hữu cơ không thì cái mai bạn sẽ chậm phát triển. Tết ra ngoài chợ qua bạn cái lượng bông của bạn sẽ không bằng của người ta, nên bạn phải kết hợp luôn cả phân hữu cơ và phân vô cơ. Này là có bông mai bạn đây, thấy chưa bạn, những cái mai già mai mình ấy gốc rồi, mai 2-4 cánh bạn thấy bự không? Thì mình sẽ nói rõ cho đó, mà ngày mai mình sẽ làm một cái video nữa là mình nói sẽ rõ cái mình sẽ phân pha DAP. Tại nay mình chưa có lấy được cái căn nhỏ, mình sẽ lấy cái căn nhỏ mình căn chính xác cho bạn và mình sẽ cho số lượng các bạn luôn, và các bạn sẽ bón tới tháng nào, ngày mai mình sẽ làm cái video tới tháng nào. Thì bữa nay mình chỉ làm video hướng dẫn các bạn xịt phân này của Mỹ trên lá thôi, là các bạn phải dùng kết hợp á. Thì kết hợp là 3 loại, mình ở đây thường thì mình sẽ dùng 3 loại đó để kích bông. Thì cái mỗi cách chăm sóc phân, mỗi cách trồng đất, mỗi cách ấy là nói chung là mỗi khách người mỗi khác nhau hết bạn, không giống nhau. Chỉ có cuốn sách uống cành thôi, sách mà bonsai để uống cành cây đẹp á, thì mình đã có cuốn sách. Mình sẽ bữa nào mình sẽ, nếu bạn nào thích mình cứ comment bên dưới, mình sẽ cho địa chỉ cho các bạn đặt, chỉ là 50.000 cú, có chữ 50.000 một cú thôi, đặt trên Facebook á. Mình cũng có quen bạn bè trên đó, là người ta đặt là gửi tới nhà cho mình tiền shop tiền theo nhau ở xa gần. Mình thường hôm đặt là 74.000, đặt gì tới nhà lưu tính luôn, 24.000 tiền shop, là 74.000 hay tiền vận chuyển các bạn. Thì bạn nào thích uống cành uống thế thì mình sẽ cho địa chỉ, cứ comment bên dưới mình sẽ cho địa chỉ cho bạn đặt luôn.
Còn bữa nay mình sẽ giới thiệu bạn phân này, rồi mời để 10 ngày sau mình sẽ tưới vô phân đó dưới gốc. Phân này là xịt cho mấy này là phun trên lá nhưng mà còn phân kia là tưới dưới gốc. Thì dạ mình sẽ kết hợp 10 ngày thêm nữa, thêm 10 ngày nữa mình sẽ nói kỹ lại cho các bạn nghe. Bạn một tháng là bạn sẽ dùng 3 lần phân, một lần phân này và một lần phân DAP cộng với phân bón đầu trâu và một lần là phân hữu cơ. Là phân hữu cơ là xịt riêng nó một lần một mình đó nha bạn, với lỗi quên xin lỗi là tưới riêng một mình đó nha. Thì các bạn cứ dựa theo cái hướng chỉ dẫn trên này nè, bạn xịt theo xịt ít hơn một chút. Theo gì ở đây nó để là 10 gram, 5 gram tới 10 gram là bơ pha cho bình 8 lít nước. Thì mình sẽ pha khoảng chừng 6-7 gram gì đó cho bình 8 lít nước. Thì còn bình này mình lít rưỡi thì bạn chia ra bằng pha thôi. Bạn nhân ra bằng chia thì đó cũng đâu có gì khó. Đừng có dùng phân nhiều quá nó không tốt thôi, phân nhiều quá sốc. Còn những cái mai nào mà già, lá già quá thì thôi các bạn đừng có dùng kích nó. Tại mình cho bạn chỉ đừng có dùng thêm cái này. Bạn chỉ dùng phân bón DAP và phân bón đầu trâu thôi, và phân hữu cơ thôi. Bạn thay phiên 15 ngày sẽ đến tưới một lần, khỏi cần phun cái này. Tại mai mình có những đồng non nào nên mình phải phun cho nó già lại, cho nó đều cái mai. Chứ nữa chỗ này nó không sẽ không ra bông được. Thì cái phân mà đâu đó thì mai mình sẽ làm mua một cái căn, hoặc là mình sẽ lấy cái hũ mình sẽ lường cho các bạn biết luôn. Thì cái đó nó thường thường là bạn pha khoảng chừng 20 gram cho một bình 14 lít nước. Đó là 20 gram cho một bình 14 lít nước mà là ra bà bằng tứ gốc là 30 phần trăm phân 30 phần trăm phân đầu trâu nha bạn. 20 25 10 TE nha. Rồi 70% DAP thì bạn trồng chung hai cái lại về và bạn chia nhau. Chia khoảng 2 gram cho một bình 14 lít nước. Thì bạn dạng bằng tưới dưới gốc thôi. Tưới theo gì cái ví dụ cái chậu này nhỏ cỡ này thì bạn tưới cho nó khoảng chừng 1 ca mũ, hồi xưa ca mũ mà để bút nước uống nước các bạn. Ca một chừng khoảng 1 ca đến ca rưỡi, mỗi ca rưỡi là đủ. Thì bữa nay mình sẽ nói rõ như vậy đó, mình nói cách loại phân cho bạn ấy thôi. Thì bây giờ mình sẽ dừng video và mình sẽ phun trên lá. Giờ mình mai mình sẽ pha cái đó luôn, nhưng mà mình pha mình hướng dẫn cho mình không phun. Bữa nay mình phun nhưng ngày mai mình pha cái đó mình chỉ hướng dẫn cho bạn thôi. Giờ mình hướng dẫn cách thì mình không phun. Mình chỉ trộn thôi chứ mình không có pha. Mình trộn mà chỉ cách chỉ số lượng thôi, còn cái này thì mình sẽ phun trực tiếp bữa nay. Tại mới 10 ngày trước là mình đã dùng phân đó rồi, mình đã tưới phân đó dưới gốc rồi. Thì các bạn ví dụ các bạn làm ngày bonsai đam mê, các bạn phải có cuốn sách cuốn vở nha bạn. Ví dụ này như bên đây là mình xịt phân trị na trị bệnh nè, trị bệnh trái lá. Thì mỗi lần xịt phân là bạn ghi vô sổ, rồi ví dụ bữa nay mình xài phân gì, mai mình xài phân gì, hay hoặc là bạn ví dụ mai bạn bị trái đột non hoặc khô đột bông, hay là nó bị ngưng đột non nó không ra bông, các bạn xịt vô là bạn ghi luôn cái hiệu thuốc, rồi ngày đó mai đã bị cái gì mình xịt cái đó là hết hoặc cái đó là không hết. Mà bạn sẽ ý 5 ngày sau rồi bạn có nó sẽ có kết quả liền, là bạn ghi vô rồi xịt bữa nay mình xịt cái loại đó hết, loại đó hết. Thì nói chung là cái do cũng do kinh nghiệm mình trồng thôi, mỗi ngày nó mỗi năm nâng cao kinh nghiệm. Chứ mới sinh ra thì cũng không ai biết được cái vụ này, mà cũng nói chung chia sẻ nên luôn cả mình luôn, mình cũng không có chia sẻ hết được cho các bạn nữa. Nên các bạn phải tự mình nâng cao tay nghề của mình lên thì vậy thôi. Chỉ còn bạn không nâng cao tay nghề của bạn lên thì bạn cứ nghe người ta nói cái gì, phun cái gì, xịt cái gì thì bạn cứ bữa nay người ta dọng cái này, cái mới bữa nay người ta bón phân này cho già, ví dụ mình thôi, bữa nay mình mới dùng cái này mình xịt lên lá cho nó già lá. Thì các bạn thấy vậy, cái bạn mai các bạn cũng mua bởi vì bạn xịt trên dây dài lá, mà các bạn quên một điều là mới 2-3 bữa trước các bạn đã xịt phân đạm tứ phân lăn ở dưới gốc rồi đó, thì mới có 2-3 ngày bạn xịt trên lá thì một lần nữa là coi chừng cây mai bạn nó sẽ trổ bông sớm, hoặc là nó có thể nó chậm phát triển luôn. Thì cái đó còn nhiều trường hợp lý do thì bạn phải trồng, bạn phải theo dõi cái mai của bạn thôi. Cái mai mình mới xịt thuốc lấy cho chung thì các bạn đừng có, rồi còn luôn mình nói luôn cả thuốc xịt nấm, xịt nấm hồng hoặc thuốc trị bệnh trái lá như bạn, nó khác nhau, bạn không giống đâu bạn. Chị dùng bị trái lá thì bạn dùng được thêm,
Còn nấm hồng bằng dùng cốc 85 nó phải khác nhau nha, chứ không phải giống như bạn bị trái lá các bạn dùng cốc 85 như là không hết đâu nha. Bị sâu thì khác, sâu với bồ chỉ thì các bạn có thể sử dụng chung được, nhưng mà nó cũng không hiệu quả cho lắm. Nên tốt nhất là bạn sâu bằng dùng thuốc sâu và bồ chỉ bằng dùng thuốc bồ chỉ. Như vậy nó sẽ tốt hơn cây mai cho bạn. Mình năm nay tại vườn mình đây u hẹp quá, nhiều mai mình năm nay cũng chung nói chung phát triển không được tốt cho mấy. Mình thấy cũng không vừa ý cho mình, nụ không đều, nụ lớn nụ nhỏ. Thì mình sẽ cố gắng để chăm sóc Tết bán được nhiều bán. Còn nếu không nhiều năm sau mình sẽ nâng cao cái dàn của mình lên. Đây nó thấp quá, nó thấp và nó mưa, nó ổng nước nên nó cây mai nó ấy. Mình sẽ nâng cao lại cho làm để thoáng vườn mai mình ra. Năm nay mình sẽ tạm thời làm vậy đi. Mình trồng mai đang để nói chung đang được 3 năm rồi, mình bán cũng được 2 năm, năm nay là năm thứ 3 đó. Nhưng mà điều chỉ có mới có năm nay mình sẽ quay video chia sẻ cho các bạn thôi. Còn 2 năm trước là tự mình làm, tự mình nghiên cứu. Tại mình cũng chưa có được học được cái gì nên mình cũng không dám chia sẻ cho các bạn nhiều. Còn như nay mình dù mình cái gì thì mình nói chung ra ngoài đường mình không có bằng ai hết á. Mà điều mình cũng biết được chút đỉnh trong ngành bonsai thì mình biết cái nào mình chia các bạn sẽ cho các bạn cái đó. Vậy thôi. Rồi thôi các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ làm cái video tiếp theo là chọn phân DAP và phân bón đầu trâu 25-10 kia. Thì giờ mình sẽ giới thiệu bạn luôn cái phân hữu cơ luôn. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin chúc các bạn có một ngày cuối tuần được vui vẻ.